cầu xin ni các ni đấng hoàng ân, vua cha mẫu mẹ thánh thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di, lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đạo sâu tu hành. Ngày nay với tâm lòng thành cầu, người cường báo lòng lành sửa tu. Cần miền như thế trăng y lô, cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên, cái tà quy chánh cõi thiên được về. Tội lỗi lầm mê, ăn năn sám hối được về lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thành tâm sám hối tỏ vàng. Còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng, nhắc nhở đồng đạo cùng hy đàn. A-di-đà Phật.
gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây đừng tưởng thấy mộng vàng là thật đêm si mê rồi diệt thiện tâm quên đi Phật pháp diệu thâm đó là phương tiện diệt phàm xưa nay kiếp người mãi lời quên hằng khi trung tinh ở đời mãi ham tiền bạc chơi bời tháng ngày quên mất những lời mẹ còn hư hồng ham mê chè râu không hại gì bằng tu nhập tâm xem thường sĩ diện tình thắm vừa chung y bàn đó ầm ầm y đánh y nhau lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng khi rượu vào mắng chửi mẹ cha quên đi công y đức ông bà phải chân vì rượu con là bất trong các tội hiếu ân là trong xin khuyên người tỉnh y mộng ăn y nắng làm con phải giữ đạo hằng thờ cha kính y mẹ ông bà tổ đôi anh chị cùng là em út phải xử sao cho trọng nghĩa tình thân y kia màu nọ như anh thương yêu dòng giúp giữ gìn phong ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo ta giữ gìn cho rạng giống nồi khuyên nhau đừng ở lôi thôi cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen tình chồng vợ cũng là nghĩa trong khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân vợ chồng phải phân phân chồng khuyên vợ già mười phần yên vui đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn ngừa nhau nồng lên lớn tiếng mày tao bên nội bên ngoài sới đào bới lên
bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Ăn ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một dạ thiện cầu xin Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người trần thế hùng quang thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tình ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi. Giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thì. Cầu xin chư
Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thánh thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào, vàng rồng bạc miếng làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm giềng cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành bây giờ tập xong đi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tâm đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm, sớm chưa kinh kệ lần đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàng ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm tìm về quê xưa. Còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sâu có vật chân ra. Chơi với trong bể ái hà, tử sanh sanh ý tử thật là chi bằng kinh kể hôm nay. Rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông, dù cho bão táp mưa phong,
sân si hại mình. Trôi lăn trong kiếp khổ sinh hiệp tan tan hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã có mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành tráng tu. Ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tâm thì thương đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lạnh sống thân tài tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho ba tánh trần miền sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xả thầm thắm pháp lành. Tu sao một dạ chí thành thầm người hiền đức sự sanh tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân thương ai giờ
cầu dân y tam bảo ơn trên đầu con trí tuệ lập nên đạo màu đổ người khắp cả năm châu chán thế vật chất trồng cầu nghĩa nhân người người một giả tương thân kẻ giàu người có lần lần sửa tu cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sám hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần
mong ai quy kính chánh tà, chọn đường chánh đạo lục dục phá nhào vô minh.
tâm đi giữ gìn bản lòng mà tu niệm, thất tình phải hà sang, bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua Di Lạc Tôn Vương Phật, xin trời đất chứng minh lòng hiếu trẻ tâu qua. Con thề nguyện độ tỳ duyên
Ngày nay trần thế người hiền, phát tâm ấm tâm bộ kinh khuyên đời. Khuyên đời tu niệm dòi cao, lưu truyền ba tâm gần xa tu hiền. Nghe Phật mẫu hộ duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tu. Lòng con tình tấn công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trần cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương tòa, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tự họ phán, Lan Âm tên gọi dậy thời ngày nay. Pháp danh y tâm y đức dậy thời, thành tâm y ấm ư tâm bộ kinh khuyên đời. Pháp danh đi tâm đi pháp ngày nay đáp đền quyền. Nghĩa ân lại mẹ thượng trình, chứng lòng nam nữ hữu hình ngày nay. Ngọc thanh con mẹ họ Lư, đồng đám vàng dồi trao, trúc ly con mẹ họ Lê. Pháp danh ni tâm hạnh ngày nay cũng đắp bồi, cầu an nguyện tấu thiên đình. Tây cung ni mà mẹ gọi anh ni phan diệu chân Phật đặt đi danh ni tên đề quy y tam bảo vẹn ở đề. Ngày nay vô tí ân ở dài lập kinh quê duyên lập sanh thiện dòng đài cao. Thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi tên vàng là trẻ hài nhi. Mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi, ngày sau con trẻ được ngồi đài sẵn thì để con
thành nguyện cầu thất tổ tu quyền siêu văn. Nguyện Đà Phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh, sinh năm 1953, pháp danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng viên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử.